sang đường thiếu quan sát, hai người đi xe máy thoát nạn thần kỳ ngay trước bánh xe tải. Cú va chạm khiến hai người đi xe máy ngã sóng xoài xuống đường, ngay sát bánh xe tải. Vụ việc được camera giám sát của khu vực ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, thời điểm này trên đường khá vắng vẻ. Một xe máy chở hai người đang di chuyển ở làn đường bên phải đột ngột đổi hướng để rẽ trái mà không quan sát. Đúng lúc này, một xe tải lao tới. Trước tình huống bất ngờ, tài xế xe tải đã nhanh tay đánh lái sang trái tránh xe máy. Cú va chạm khiến hai người ngã sóng xoài xuống đường, ngay sát bánh xe tải. Rất may mắn, cả hai không bị thương nặng. Sự việc chắc hẳn đã khiến tài xế và cả những người xung quanh không khỏi hốt hoảng. Ngay cả cộng đồng mạng cũng phải đứng tim khi theo dõi đoạn clip, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm trước cách lái xe nguy hiểm trên. Đi đứng kiểu vậy không tự gây họa cho mình thì cũng gây họa cho người khác. Chẳng hiểu nghĩ gì mà cứ phăm phăm lao sang đường như vậy. May mà bác tài phản ứng nhanh, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chắc bác tài cũng có một phen đau lắm.